Chào các bạn, hôm nay mình mới vừa ở Mỹ Thành An nha các bạn. Hồi tối nay trời mưa quá các bạn ơi, cho nên hôm nay mình mới vừa thắp đó. Có mấy cây này thắp các bạn. Cả nhà, cho nên mình bẻ trước để nắng ráo mình mới đi vừa cao cả nhà. Đó, mày uống cái dừa. Dừa quẹ mình tốt. Em đi uống đậu. Cả nhà, cái này. Đậu. Dạ. Dạ, cái nhà đây à. Đít ở đâu không có một đít. Dạ, cả nhà. Đít cũng phải... Ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Anh ba mình gom lại liên tục cả nhà. Còn cái dừa hàng Nhật nó leo này cao nhưng mà nó không có ướt khô queo rồi cả nhà. Tại mới đầu mùa mưa cũng không có mưa già cho nên nó cũng không đến nổi. Này mình bẻ dừa xanh không? Đẹp quá cả nhà. Mình nắng mưa gì ngày nào mình cũng đi cả nhà. Mùa mưa thì hái nhiều lắm. Nghe mũi là bác sĩ kiếm anh ơi. Dạ nó bị lão á. Mưa hôm này cả nhà, cho nên mía nó rạp xuống hết trơn. Nó ngã. Có mấy vụ mía thanh diệu. Cái đu đủ. Ngon hả? Cắt rồi còn cái đầu chả kia rồi. Coi chừng tới gì á, trả thù mày á. Ông Phúc coi chừng đứng đó, hồi nó nhảy xuống không nghe ông Phúc. Còn ở đầu á. Cái đó mà không để ý, thọt cái tay vô chụp cái mày. Mày cứ nói hàng nóng đi. Bên hàng rào mình qua không được cả nhà. Cái ổng lội qua mình không qua được. Vườn này thấu qua bên kia nữa cả nhà. Có con mớ dừa tơ quả nay bắt đầu có trái rồi cả nhà. Trái là mùa mưa rồi, chuẩn bị sụp rồi cả nhà. Mưa già thì mưa hôm sáng đêm về thế nào về chủ vườn nó cũng báo, ở chủ vườn nó cũng báo sụp rồi. Chủ vườn nó hay lắm. Nào. Sáng sớm mà nó gây rồi nè cả nhà. Gây thấy bệnh luôn. Nó cái mẹ lên đây nó ăn gì nó tung quá à. Trời. Mà có không? Mà có ở ngay ở chỗ ở móc dưới thì ăn nhớ rớt cái vậy. Ông chủ vườn.
Đây mưa cả nhà, mưa quá trời cả nhà, mưa nước quá trời nước luôn. Mưa hôm qua nguyên ngày tới suốt đêm. Mưa kinh khủng. Anh Ba cái chiêu lắm cả nhà. Mưa kinh khủng cả nhà. Ông chủ vườn này ông đi bắt ong. Bắt ong ong mật. Bắt ong bánh bán. Cả nhà có mua ong mật ong mà ong thiệt đó cả nhà. Thì nói với mình chỉ cho cái anh này bán nha cả nhà. Ngon lắm. Thợ bắt ong mà ông cãi không à. Vậy hôm đó hậu dưới hôm kia cô bé nào vậy? Thì bồi á. À, vét mương á hả? Ừ, vét hết luôn. Bồi mấy cái mương ấy chứ không phải là vét cái mương lạnh bự. Không, bồi á. Cái này có vụ bồi kêu cô bé không? Ở dưới xóm em dưới cả đống người kêu vậy đó. Tự, bốn mấy tự quá. Một tiếng hai trăm rưỡi mà. Về lớn mà làm đại gạo đó. Gạo lớn nè. Có xem có nè. Mưa cái cổ vừa ướt nhẹp hết á cả nhà. Bãi ngày nay đi bẻ vừa thấp. Bắt tới thang. Leo nó trơn. Ngày nào mình cũng đi nhưng mà mình phải lựa cái nhà. Mưa thì mình leo những cái vừa thấp như vậy nè. Cả nhà thấy ướt không? Ướt kinh khủng luôn cả nhà. Mưa hôm qua nguyên ngày với nay á, suốt một đêm rồi thôi nữa. Ở chỗ mình á, còn chỗ các bạn không biết sao nha. Ấy cá lên bờ luôn cả nhà. Cái rô lên giờ. Cái rô lên bờ luôn cả nhà. Rô lên bờ luôn cả nhà. Hôm bờ nè. Nè. Mấy thỏ hổm gà ngon không Linh? Ông nuôi mới đây bự bự gần mà ông thỏ bự mình nhà luôn á. Mấy thỏ này cả nhà. Cái này ông Quốc vừa ông tặng cho con của ông chủ vườn. Nay nuôi bự quá chừng luôn rồi. Nó thương quá. Mưa mát cả nhà. Mà sáng nay giờ này mới nắng nè. Giờ này mà mới nắng chứ sáng giờ còn ui ui. Dừa nhỏ xíu mà có trái. Cây có chút xíu mà có trái rồi cả nhà. Cái bông đồng tiền này cũng đẹp quá. Mấy cái bông treo.
Chú vừa nuôi ở trong đây cá sặc nè cả nhà. Cá sặc. Dạ bé anh. Thấy không? Vừa này nhỏ xíu à, mốt rẽ tới rồi cả nhà, vừa này là rẽ tới nè, cây có chút xíu là có trái rồi, vừa, vừa tơ này mới mới có trái nè cả nhà, cho nên nay mới qua hái được. Vừa tơ mà bị nước mặn cho nên nó trái nhỏ xíu rồi cả nhà. Ít nhiều thì cũng không có hai con, cho bốn người con này nữa không? Cái nào không? Cái nào không? Chủ nhà, chủ vườn này trồng chung với bưởi á cả nhà. Vừa ăn dừa mà vừa ăn bưởi, có nhiều ăn nhiều. Cây bưởi giờ ngon ghê cả nhà. Con chùm này ba trái mà đều ghê, bự chán luôn cả nhà. Đẹp quá. Cái bưởi này ngon quá, đẹp quá cả nhà ơi. Rồi khoan ra nha, tôi thấy mấy cây mít nha. Để tôi đi quay cây mít nha. Mình thấy mấy cây mít là mình chạy lên quay cả nhà, mình thích mít lắm. Ở có cái bạn kia quay mít là mình nhảy vô mình xem mà thích dữ lắm cả nhà. Mời cả nhà uống nước dừa nha, nước dừa thắng mưa uống ngon hơn nước đá nữa nha cả nhà. Nó ngọt mà lạnh nữa cả nhà, khỏi bỏ nước đá. Cảm nhận rất là ngon. Cái mít này hình như cây mít tây nè cả nhà. Ngon quá. Thích quá trời thích. Cái mít này chín nè anh Nam ơi. Ngon quá trời cả nhà. Cái nhà này ông chủ vườn nó cũng trồng mấy cái dừa này sai quá cả nhà. Cả nhà nay mình hái được như đây nè cả nhà, hai đống ở đây để đống đây với đằng kia đống nữa cả nhà, đó đằng nẵng đó cả nhà. Vừa vừa trời mưa này mình hái vừa xiêm vừa hơi thấp. Cả nhà thấy có đẹp thì cả nhà đăng ký ủng hộ cho mình nha cả nhà. Đây được đống thứ hai nữa rồi cả nhà. Đằng nắng đó, đằng nắng đống đó. Rồi đằng đen đống nữa là hai đống rồi cả nhà. Đây mình thấy vừa xanh xanh không cả nhà. Bye bye, xin chào cả nhà nha, tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Nhớ đăng ký cho mình nha cả nhà.